thầy ơi. Hailey hả? Em tìm thầy có gì không? Dạ không, tại em thấy thầy ngồi một mình nên lại ngồi với thầy cho vui. Sao em không đi chơi với mấy bạn? Mấy bạn bỏ em hết rồi. Vậy thôi, em ngồi đây đi. Nhưng đừng làm ồn nha. Dạ. Thầy đang làm gì đấy ạ? À, thầy đang làm giáo án. Sắp tới, thầy có tiết chấm điểm. Tiết này rất là quan trọng. Quan trọng như thế nào ạ? Nó gần như là điểm kiểm tra cuối kỳ, kết thúc môn học của các em. Nếu như điểm thực tập của thầy không được xếp vào giỏi, thì cho dù điểm số của thầy ở trường có cao cách mấy đi nữa, thì thầy cũng không thể nào tốt nghiệp lại giỏi được. Em hiểu không? Quan trọng thật. Điểm số của thầy ở trường bây giờ đang xếp lại gì ạ? Hiện giờ thầy đang xếp lại giỏi đó. Wow, thầy giỏi quá à. Đúng chuẩn soái ca luôn á. Thầy làm cái gì soái ca? Thầy chỉ là một thầy giáo bình thường thôi. Bây giờ em để thầy làm bài tiếp nha. Sao thầy không dùng cây bút hôm trước em tặng thầy? Nó đẹp, nhưng mà nó không phù hợp với thầy. Vả lại, thầy với cây bút này cũng quen rồi. Nhưng mà thầy không thử thì làm sao biết được là nó không hợp với thầy? Em đã chọn rất kỹ luôn á, em chắc chắn cây bút đấy là hợp với thầy nhất. Đó là suy nghĩ của em thôi. Em thấy nó hợp, nhưng mà thầy thấy không hợp. Có một số thứ em thấy nó đẹp, em thích nó, nhưng khi em mua nó về, em sử dụng em mới biết là nó không hợp với mình. Nhưng mà... Hailey nè, không phải là cái gì em thấy nó hợp là nhất định nó sẽ hợp đâu. Mỗi người có một cảm nhận riêng, suy nghĩ riêng. Em không nên áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình. Dạ em hiểu rồi ạ. Vậy em xin phép thầy em đi.